Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích phần kính mời quý vị theo dõi phần 2 của tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Dạ, yeah, uh, lần nữa tôi xin được trở lại trong chương trình uh, cái, cái đề tài là organic food. Thì chúng ta sẽ thử so sánh cái thực phẩm mà nếu mà không có được trồng và dinh dưỡng theo cái kiểu organic thì nó sẽ có cái gì đầu tiên chúng ta thấy là tất cả những cái trái cây chúng ta ăn và rau cải sẽ có rất nhiều cái chất sát trùng trong đó có những cái thực phẩm nó có thể tới năm sáu cái loại pesticide ở trong đó nếu mà nó không được tiêu chuẩn những cái bột bánh mì chúng ta ăn những cái loại cereal chúng ta không có thể tránh được có quý vị nhớ có những hiện tượng là cereal tại Trung Quốc đã bị nhiễm độc và họ đã phải thay đổi tất cả những cái loại cereal trong đó trong hàng khoảng mười mấy năm trước Tại vì nó có chất mycotoxin là một cái chất là chất độc từ nấm mà ra. Khoai lang thì nó có nhiều loại kim lạnh nặng. Cadmium nó không phải là mercury nhưng mà nó cũng là loại kim nặng có thể gây độc và đặc biệt trong cái rau cải chúng ta không thể biết được thì nó có quá nhiều những cái loại chất độc nhiễm độc những chất bảo quản cho dân chính như vậy mà người ta đã chuối nhiều những cái loại thực phẩm gọi là organic cái cả trứng cũng có rất nhiều chất độc trong đó chúng ta không biết chỉ một hình ảnh thì chúng ta thấy cái cách trồng của những cái organic farm nó rất là đơn giản so sánh những cái cách trồng mà thông thường chúng ta thấy sử dụng quá nhiều cái chất sắc trùng để diệt tất cả những cái loại sâu bọ nó đến và ngay cả nếu chúng ta so sánh thì chúng ta thấy lúc nào cũng có những người diệt sâu bọ để đến để so sánh giữa cái organic và conventional farming ngay cả nuôi heo nuôi gà quý vị thấy cái phía trên là cái nơi cái nông trại mà nuôi hàng ngàn ngàn con gà và họ sẽ cho con gà nó chỉ đứng tại chỗ và ăn thực phẩm mà chúng ta nuôi so sánh với cái con gà nuôi trong cái organic farm quý vị thấy con gà nó được chạy và cái trứng sẽ được đẻ ở ngoài đồng để chúng ta thu nhặt ngay cả con bò cũng vậy phía trên là con bò ở trong nông trại và con bò được thả ngoài thực sự thường được thường tìm thấy ở những cái nước châu âu thì người ta nuôi như vậy còn những con heo thì tại hoa kỳ thì cái mức độ sản xuất heo nó quá cao và người ta đa số là được nuôi ở trong cái cái farm trước sự khó khăn đó thì chúng ta phải chọn thực phẩm chúng ta ăn như thế nào chúng ta nên chọn thực phẩm từ những nơi sản xuất khác nhau chúng ta có thể nhìn nó từ Mỹ, đó từ châu âu hay là từ hoa kỳ để chúng ta chọn để chúng ta tin cái thực phẩm và tránh bớt những nguồn chất động từ nơi họ trồng mà ra chúng ta nên mua trái cây rau theo mùa tại sao như vậy tại vì khi đó chúng ta hy vọng có thực phẩm tươi và cái thực phẩm đó nó không có được dự trữ ở trong cái nơi à, tiêu thụ quá lâu tại vì nó sẽ gây ra những cái biến chứng khác những cái chất độc khác khi mà được bảo quản quá lâu đặc biệt chúng ta chỉ cần nhớ là chúng ta chỉ đọc cái chữ USDA để tránh trường hợp giả hiệu tại sao tại vì những cái organic meat của chúng ta cũng vậy chúng ta nên chú ý cái nhãn hiệu là organic tại vì khi chúng ta ăn bữa thịt ít nhiễm độc đó thì nó có nhiều ưu điểm lắm nó có nhiều những cái dinh dưỡng được, được bảo quản hơn nó sẽ được bảo trì trong cái 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 chất thịt đó có nhiều chất omega-3 acid rất có lợi cho cơ thể chúng ta ăn ngon hơn cái gì thấy chúng ta ăn con gà chạy bộ hay là có nhiều người phải mua con con heo rừng để ăn thực sự nó nó chỉ khác biệt là tại vì cái bản chất của nó nó vẫn còn nguyên thủy và nó ngon hơn và đặc biệt về những đề y học thì hy vọng chúng ta sẽ có lợi sức khỏe lâu dài tôi sẽ có dịp trình bày về những cái điều này trong những cái chương trình tới làm thế nào nhưng mà cái khó của tôi ngay cả bản thân của quý vị bà chị em ra chợ thì quá nhiều tôi nhiều khi tôi không có đi chợ nhưng mỗi lần tôi đi chợ thì cũng không biết khó khó lựa khó chọn rất khó tại sao nhưng mà những cái nhà nghiên cứu họ cho thấy là Hiện nay trên thị trường ngày 2018 có những cái loại khoảng 12 loại thực phẩm được kể là những cái thực phẩm không sạch tức là dirty. Dirty nghĩa là không sạch. Thì quý vị nhìn trên cái bảng đó quý vị thấy rõ ràng toàn là những cái loại trái cây mà cái vỏ nó rất là mong manh những cái gọi à, hành tây, celery, những cái loại cà, những cái trái dầu tây, strawberry. Tại sao như vậy? Tại đây là những thực phẩm rất là khó bảo quản, rất khó phải trồng để những cái con À, sâu bọ nó sẽ tìm cách nó ăn và rất là khó bảo vệ thì tao họ phải sử dụng tất cả những cái loại mà bảo vệ sâu bọ để mà bảo vệ thực phẩm này kể cả khi chở đến những cái market để bán họ phải bảo vệ chính vì vậy ở ngoài vỏ của những cái loại này có rất nhiều cái độc tố và chúng ta sẽ bàn tới chúng ta phải làm sao cho nó thật sạch trước khi chúng ta ăn đó là cái điều quan trọng nhất ví dụ bây giờ quý vị chưa một cái chợ thì chúng ta thấy có một cái, cái nhãn hiệu rất là lớn hiện nay là Nature Promise tức là họ bảo đảm những cái thực phẩm này nó tốt và nó được uh, được rất là trong sạch nhưng quý vị nhìn kỹ thì cái chữ inspect mà tôi chỉ đó thực sự quý vị nhìn kỹ nó không phải là USDA nó chỉ là một cái dấu hiệu để mà chứng nhận nó được xác nhận là là trong tốt lành thôi nhưng mà quý vị qua chợ ở đông thì quý vị thấy là chúng ta có chợ Trung Quốc, chợ Việt Nam, chợ Đại hàng ấy dân. quý vị thấy sẽ không có cái bảng gì trong đó hết. Đôi khi chúng ta không biết, nhưng mà quý vị nhìn vào một cái cái dấu hiệu là Smart Organic, quý vị sẽ thấy nó không phải là USDA, nhưng mà cái cái, cái 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 cái, thị trường này họ xác nhận họ là những người sản xuất organic. Thì đó là để cho quý vị thấy rõ ràng, kể cả thực phẩm mà chúng ta ăn, ví dụ như là đồ biển, như bây giờ nếu chúng ta đi vào một cái, cái, chợ mà thực sự gọi là organic của Hoa Kỳ đi Quý vị cũng khó mà tìm thấy thực sự một cái dấu hiệu của USDA lắm Quý vị thấy cả thịt bò, thịt gà, nhân dân cả, cả trứng cũng vậy Tại vì họ chỉ để những cái chữ giống như là non-GMO Tức là không có được chế biến về việc di truyền Hay là có cái sự xác nhận của con người Chính vì cái sự khó khăn đó FDA, cơ quan về dược phẩm À, kiểm soát của Hoa Kỳ đã cho chúng ta những khuyến cáo là phải thực sự rửa tay thật sạch trước khi ăn và cắt bỏ tất cả những phần nào có dấu hiệu hư phải bỏ hết thay đổi màu phải rửa sạch rau quả thật kỹ càng nhiều nước càng tốt và phải chùi sạch vỏ trước khi cắt và rửa trái cây trước khi lột vỏ nữa chúng ta không chỉ lột vỏ là an toàn không phải rửa cái trái cây đó trước khi lột vỏ và rửa sạch và lau khô để làm giảm cái lượng vi trùng ngoài vỏ bỏ tất cả những cái phần ngoài của rau đã hư đừng có tiếc hãy bỏ hết những cái phần bên ngoài chứ ăn cái lỗi ở trong là chúng ta sẽ được bảo hở riêng đối với thịt thì tôi chỉ có lời khuyên là giống như FDA cắt bỏ mỡ và tất cả là da tại vì cái mỡ và da là cái nơi người ta sử dụng những cái loại thuốc à, antibacterial những cái loại sắc trùng để mà diệt những con vi trùng ở ngoài cái da và cái mỡ của nó để mà bảo quản cái thịt cho nó lâu chính vì chúng ta ăn cái đó thì chúng ta sẽ ăn nhiều những cái loại cái trù sinh trong đó tại vì nó sẽ nhiễm ở trong cái da của con vật đó lời khuyên cuối cùng của chúng tôi là chúng ta phải chọn thực phẩm cẩn thận để ăn vì vấn đề sức khỏe nếu chúng ta có cơ hội có tiền chọn những thực phẩm organic thì tốt hơn tuy nhiên trong những cái điều kiện thực tế chúng ta thử sang thật kỹ tất cả loại rau cây đó là cái điều mà tốt nhất và nếu chúng ta có cái giường nên trồng rau ở nhà mà ăn thì đó là điều kiện lý tưởng nhất để chúng ta biết nó từ đâu mà ra và khi mà ăn thịt nhớ là nên bỏ già nếu bỏ mỡ càng tốt thì tôi xin nhắc lại cái câu của ông bà của chúng ta là bệnh tùng khẩu nhập và tùng khẩu sức bệnh tức là tất cả những cái bệnh từ cái miệng khẩu mà vào và tất cả những cái tai quả của chúng ta phần lớn đều do vấn đề mà chúng ta nói ra mà thôi. Cảm ơn quý vị các bà em Hy vọng là ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta một số ý niệm rất là nhỏ về vấn đề Organic Food. Xin cảm ơn và xin hẹn lại cho uh, mỗi độ tháng. Uh, uh, trong cái Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Trình Đốm đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thành Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thành Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC at tv Bích Phượng kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình.